chị chia sẻ bài viết cho em nhá. Mấy nhiều người like để em like mẫu sale cho cả nhà nhá. Lâu lắm rồi hôm em mới like lại. Các chị chia sẻ bài viết cho em nhá. Chia sẻ bài viết em sẽ có nhiều ưu đãi cho các chị nhá. Cả nhà chia sẻ bài viết cho em nhá. Chia sẻ càng nhiều lượt chia sẻ, càng nhiều người xem thì em càng có nhiều mẫu like cho cả nhà. Các chị chia sẻ cho em nhá. Càng nhiều người xem thì bắt đầu em ra mẫu nhá. Hôm nay em có nhiều mẫu xinh lắm ạ. Liên Đỗ, xin chào bạn Liên Đỗ nhá. Các chị chia sẻ bài viết cho em đi, bắt đầu em dơ mẫu lên nhá. Tầm đông đông một tí bắt đầu em sẽ dơ mẫu cho cả nhà nhá. Hôm nay em có rất nhiều mẫu sale để ở nhà nhá. Như kiểu áo em đang mặc cũng thế, có hai màu đen và trắng nhá. Em sale chỉ còn 150 thôi ạ. Hàng chất mặc co giãn các chị nhá. Mặc rất là mát luôn, không hề bị nóng nhá. Ôi giời, nhà đang bật rất to. Em chào cả nhà chia sẻ bài viết cho em đi. Giờ này chắc là cả nhà ăn cơm xong hết rồi nhỉ. Hôm nay em like giờ này cho cả nhà có nhiều mẫu cho cả nhà xem cho dễ nhá. Cả nhà chia sẻ bài viết cho em đi ạ. Càng nhiều người xem thì bắt đầu em sẽ dơ nhiều mẫu cho cả nhà nhá. Áo em đang mặc có hai màu ạ. Áo em đang mặc có hai màu nhá, có cả màu đen nữa ạ. Dáng em đứng cho cả nhìn nhá. Sammy ra này em sale còn 200 chị Liên Đỗ nhá. Đây ạ, dáng áo em đang mặc các chị nhá, dáng áo em đang mặc có cả màu đen nữa. Màu đen là màu trắng ạ. Áo em đang mặc các chị nhá, có hai màu đen và trắng. Đen và trắng ạ. Dáng này em áo em đang sale chỉ còn 150 nhá. Áo phông trắng đơn giản ạ. Chất mặc rất là thích luôn. Mặc rất là co giãn, áo phông không sợ bị nóng nhá. Dáng này em sale chỉ còn có 150 các chị nhá. Phong này. Honey Vũ. Ok bạn Honey Vũ nhá, cho bạn lời cho tớ xin tên và số điện thoại nhá. Các bạn lấy thì vui lòng comment cho mình xin tên và số điện thoại nhá để mình bắt đầu lưu đơn nhá. Có quần đuôi hay dáng chị Diệu Anh Nguyễn ơi, em có chân váy với hoặc là quần ống sớ thôi chị ạ. Đây ạ, dáng em đang mặc các chị nha, chân váy sale còn 250.000, chân váy 500 nhá, sale còn 250. Em ok, thương thương nhá. Phương Nguyễn. Phương Nguyễn ơi, chân váy cho đang mặc là 500 xe còn 250.000 nhá. Chân váy mặc rất là thích luôn ạ. Lên dáng rất là đẹp này. Áo phông em đang mặc sale chỉ còn có 150 các chị nhá. Phông em đang mặc giá nào là giá gốc là 400 nhá. Em sale còn 150 thôi ạ. Chị Mỹ Linh với là chân váy free size chị nhá. Chân váy này dành cho chị nào khoảng tầm cũng to, chân váy này khoảng tầm 56 cân đổ xuống nhá. Chị Phương Nguyễn Anh 56 cân thì mặc size này thoải mái nhá, là cặp chun chị ạ, lên thoải mái nhá. Em mặc còn đang bị rộng ấy. Chân váy này là chân váy chất kaki các chị nhá, mặc lên dáng rất là đẹp luôn. Chân váy này em đang sale rất là xinh nhá. Áo em đang mặc là sale còn 150.000 ạ. Áo phông trắng đơn giản em đang mặc nhá, 300 sale còn 150, chân váy sale còn 250.000. Áo em đang mặc có hai màu các chị nhá, có cả màu đen nữa. Đây màu đen nha. Đây là màu đen các chị nhá. Áo em đang mặc có hai màu đen và trắng, sale
còn 150.000, chân váy em mặc sale còn 250, dáng rất là dễ mặc luôn ạ. Có chị nào lấy mẫu này không ạ? Chân váy này em chỉ cần có một chiếc thôi. Chân váy này còn một chiếc nên em xả lốt cho các chị nhá. Quay phía sân. Đây ạ. Sao là đơn giản không đúng không? Đằng sau là có hai túi chị nhá. Giá mặc rất là xinh luôn. Chân váy này em chỉ còn một chiếc thôi nhá. Chị nào lấy thì chốt luôn cho em nhá. Áo em đang mặc sale còn 150.000 thôi ạ. Áo phông chất co giãn nhá. Áo phông chất co giãn mặc rất là thích luôn. Đây em sang đường giãn cho cả nhìn nhá. Chị Hoài Nguyễn lấy cho em xin số điện thoại ạ. Chị Nguyễn Hoài lấy chân váy. Chị Nguyễn Hoài ơi, chị lấy chân váy thì cho em xin số điện thoại nhá. Chân váy ấy đang với chị mặc chân váy đấy ạ. Chị Phương Nguyễn ơi, chân váy em chỉ còn một chiếc thôi, chị Nguyễn Hoài lấy rồi ạ. Ok chị Nguyễn Hoài. Đây ạ. Cũng này em chân váy kaki hết chị nhá. Chân váy là có mấy màu đấy. Chân váy này em sale cũng còn 250 các chị nhá. Đây ạ, chân váy viền bên cạnh nhá. Rất là xinh. Áo em sale chỉ còn 150 các chị nhá. Áo phông này áo phông xịn nhá, mặc mát. Áo này mặc không mát em hoàn lại tiền cho các chị luôn. Chắc chắn về hàng này của em nhá, không mắc em hoàn lại tiền này. Chân váy sale còn 250 nhá. Chất này là chất kaki các chị nhá. Trang Phạm. Trang Phạm với chân váy này em sale còn 250 nhá. Em lấy. Ok Trang Phạm với chân váy này này. Chân váy này của em còn cả màu xanh tím than nữa các chị nhá. Chị Trang Phạm ơi cho em xin số điện thoại nhá. Chân váy đang mặc còn cả màu xanh tím than nữa các chị nha, sale còn 250 rồi ạ. Dáng này mặc lên rất là đẹp, dễ mặc luôn. Có màu đen không? Có chị ơi, màu em đang mặc là màu đen mà. Màu em đang mặc là màu đen đấy ạ. Chị Trang Phạm ơi cho em xin số điện thoại nhá. Áo có màu đen không bạn? Chị Phạm Thủy ơi, áo có màu đen nhá. Chị Trang Phạm ơi, chị lấy áo thì là cho em xin số điện thoại nhá. Đây, màu xanh tím than đây. Đây mà. Đây ạ, màu xanh tím than đây nhá. Bạn ơi cho mình xem màu xanh. Đây, chị Hoàng Huyên Trang ơi, đây màu xanh tím than đây chị nhá. Chị Trang Phạm ơi, chị Trang Phạm lấy thì cho em để lại số điện thoại cho em với ạ. Trang Phạm ơi, em biết chị lấy chân váy rồi nhưng mà chị cho em xin số điện thoại của chị ấy. Chân váy em đang mặc sale còn 250.000 các chị nhá. Dáng rất là dễ mặc luôn này. Rất là đẹp luôn. Viền bên cạnh nhá. Màu trắng thì em còn 3 chiếc, còn màu đen có 1 chiếc duy nhất thôi các chị nhá.
Thanh nhàn mấy màu đó. Thanh nhàn mấy màu đó bạn? Chân váy này em còn màu đen và màu xanh tím than. Ơ, chân này có người lấy gì đây? Quà đấy. Con cho chị. Em xem mặc chân váy ai vừa lấy nhá. Nguyễn Hoài. Đây ạ, à, có chị nào lấy mẫu này không ạ? À? Để em chốt để em còn đổi mẫu ạ. À. Bởi vì những mẫu này hôm nay em chỉ sell ở trên livestream thôi các chị nhá. Còn sau livestream bên em sẽ không sell đâu ạ. À. Hôm nay bên em chỉ sell trong livestream này nhá. Nên các chị lưu hộ em nhá. Áo này có chị nào chốt không ạ? À? Chân váy này cực kỳ dễ mặc các chị nhá. Đây, em mặc nguyên cả một bộ của nhà em nhá. Chân váy có 250, áo có 150 thôi ạ. Áo có cả màu đen nhá, chân váy này rất là dễ mặc cho các chị nhá. Chị là chốt mẫu chân váy này đúng không ạ? Chân váy và áo các chị nhá. Dáng rất là dễ mặc luôn này cho các chị này. Chị là chốt mẫu này thì báo luôn cho em nhá, vì số lượng có hạn thôi. Thường thường những chân váy này bây giờ các chị mua bây giờ phải tầm 500 một cái chân váy như thế này đấy. Bây giờ ra ngoài thường thường cũng mua là 500 rồi. Cái chân này màu đen hả chị? Chị ơi, nó cũng giống như thế này nhưng nó chỉ là màu đen thôi. Chị Thanh Nhàn ạ. Ý hệt như thế này là màu đen mà. Đây ạ. Màu đen đấy chị nhá. Em cùng ngồi xuống tại rồi này nhá. Ok chị Trang Phạm nhá. Ok chị Trang Phạm nhá, em cắt em chốt đơn màu đen cho chị thôi mà. Ok chị Thanh Nhàn. Chị Thanh Nhàn lấy màu đen đấy chị ơi. Chị Thanh Nhàn cho em xin số điện thoại. À chị Thanh Nhàn cho số điện thoại em đó. Chị ghi nó trên váy màu đen nhá. Một em chân váy dài màu rêu. Em mặc hôm nay nhá, thường thường các shop khác người ta chỉ like khi mặc cho các chị xem á. Nhưng bên em nhá bán hàng đảm bảo nên em sẽ mặc cả lên cho các chị xem nhá. Đây ạ. Các chị ơi, màu rêu nha, màu rêu cũng cực kỳ xinh này. Em còn cả rêu này. Giá em đang mặc sale còn có 250 thôi các chị nha. 500 sale còn 250. Chất mặc cực kỳ thích luôn. Một bè. Đây ạ, à, chân như vừa nãy chị nha. Có cả thêm màu be nữa này. Chân này em còn cạp chun co giãn thoải mái các chị nhá. Thường thường các chị hay sợ như là mấy màu mấy kiểu cạp chun thế này ấy là hay sợ bị lộ bụng hay như thế này, nhưng mà cực kỳ các chị yên tâm nhá, không hề sợ bị lộ bụng hay là co như thế nào đâu ạ. Em còn cả màu be này, chị nào lấy chân váy này thì comment lên cho em nhá. Dáng cực kỳ là dễ mặc, nhìn không bị to chân các chị nhá. Đây đằng sau đây ạ, những dáng này mặc cực kỳ xinh nhá, không sợ bị to chân hay là lộ như thế nào đâu các chị nhá. À, em sẽ mặc thử màu be cho các chị xem nhá. Có be mà áo này. Đó, em mặc màu be trắng cũng được mà. Em thử. Đang mặc màu đen. Rưỡi thôi ạ. Chưa có hàng nữa.
Có áo trễ vai không người đẹp ơi? Áo trễ vai có chị ơi, có áo trễ vai chị nhá. Rồi đợi em like trước ít này rồi em sẽ bắt đầu like áo trễ vai cho chị nhá. Đây ạ, à, chị nào lấy chân váy này nữa không ạ? Áo không màu sơ mi đi chị. Em mặc sơ mi này cho các chị xem nhá. Áo sơ mi này cũng rất là xinh này. Các chị đợi tí em đổi mẫu cho các chị nhá. Nha, mẫu sơ mi em mặc này. Có chân váy ren không chị ơi? Đây là chân váy ren mà. Chân váy ren. Đây. Chị ơi em chỉ có xong chân váy này thôi chị Trang Phạm nhá. Đây ạ, à, chân váy mẫu em mặc các chị nha. Sơ mi này sale còn có 200.000 thôi ạ. À. Sơ mi này em mặc trên còn 200.000 nhá. Chân váy này em sale còn 250 này. Chân váy giá cực kỳ dễ mặc luôn. Chị ơi, có áo phông không ạ? Đây ạ. Em áo Hân Như Vũ. Cho em cái chân váy nhé. Váy màu gì? Hân Như Vũ không phải xe ở chân váy màu gì. Chị ơi, sơ mi này khoảng tầm 5-6-7 cân mặc xuống thoải mái nhá. Sơ mi năm mặc dành cho chị nào 5-6-7 cân nhá. Đổ xuống thoải mái cho chị nhá. Phụng mặc đi, mặc đi. Không, nó mặc xinh mà. Sơ mi này dành cho chị nào 5-6-7 cân đổ xuống thoải mái cho chị nhá. Em áo phông cotton các chị nhá. Một em áo phông cotton sale còn 450 nhá. Một em áo không có tông này 1.010.000 em xem còn có 450 thôi ạ. Hàng cao cấp các chị nhá. Nguyễn Hương Xuân có zoom không? Dạ không có zoom chị nhá. Hôm nay em chỉ like váy maxi nhá. Thắm Nguyễn chân váy màu xanh. Chân váy màu xanh. Chị Thắm Nguyễn ơi, chân váy màu xanh này chị lấy xanh tím than hay là xanh rêu hả chị? Cái này em mặc chân đen được thôi chị ạ. Đây. Đây ạ, à, chân váy em mặc các chị nhá. Có cả màu đen này. Viền bên cạnh nhá, viền bên cạnh cực kỳ là xinh luôn. Chân này các chị đi lại thoải mái nhá, co giãn nhá, không sợ bị chật hay như thế nào nhá. Các chị chia sẻ bài viết cho em đi, đông đông người xem, bắt đầu em like càng nhiều mẫu cho cả nhà nhá. Hôm nay em có cực kỳ nhiều mẫu luôn. Đây ạ, à, tay là dài như thế này các chị nhá. Rất là xinh, màu sơ mi rất là tay luôn. Sơ mi em xem còn có 200.000 thôi nhá. Sơ mi em xem còn có 200 này. Chân váy em xem còn 250 ạ. Chân váy này, chân váy này chất thô các chị nhá. Mặc lên không sợ bì. Thanh Nhàn. Ok chị Thanh Nhàn. Chị Thanh Nhàn đang đổi chân váy chị với bé. Ok chị Thanh Nhàn nhá.
Trang Phạm chị ơi đổi em đen sang be. Trang Phạm cũng đổi màu đen sang be. Đây ạ, mẫu em mặc các chị nhá, chân váy này cực kỳ xinh đẹp. Chân váy này em sale trường có 250 rồi nhá. Áo sơ mi sale còn 200 nhá. Bộ này tầm cho chị là 6, 5, 7, 5, 8 cân đổ xuống nhá. 5, 7, 5, 8 cân đổ xuống thoải mái ạ. Mộc mặc cái gì nữa. Chị Ngọc hết bao anh cái chân, chị Ngọc hết bao nhiêu cân, chị báo cân nặng lên nha, chị để em tư vấn cho. Dáng này cực kỳ là xinh các chị nhá, dáng rất là đẹp luôn này. Dáng cực kỳ là dễ mặc luôn nhá, dáng này em đang sale cực kỳ rẻ luôn. Có sơ mi khác không chị? Phan Thanh Hoa, chị Phan Thanh Hoa có nhiều sơ mi lắm nhá. Em đổi sơ mi khác cho các chị nhìn mẫu nhá. Gian ơi, bạn đang hỏi cái gì đấy ạ? À? Em có đang... Có gì cho đàn ông không? Bên thì em bán đồ nữ thôi nhá, không bán đồ đàn ông đâu ạ. Đây ạ, à, sơ mi em đang mặc cực kỳ tây nhá. Màu nâu tây cực kỳ xinh này. Giá này, sơ mi này em đang sale đồng giá còn 250 các chị nhá. Mùa này mình mặc sơ mi cắm thùng cũng rất là xinh, dáng rất là dễ mặc này. Chị Phan Thanh Hoa ấy, mặc thoải mái chị nhá, 5-7 cân mặc được. 5-7 cân mặc được mà. Dáng này dễ mặc mà. Này dành cho 5-6-5-7 cân đổ xuống thoải mái các chị nhá. Màu này em chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Một chiếc các chị nào lấy này thì chốt cho em nhá. Em cảm ơn chị Niên Đỗ nhá. Chị Niên Đỗ lại áo này mặc, áo này xinh này. Màu này cũng cực kỳ tây này. Dáng rất là dễ mặc ạ. Áo sơ mi này em sale chỉ có 200.000 thôi các chị nhá. Chất mặc cực kỳ là mát, không sợ bị nóng nhá. Mùa hè này các chị không sợ bị nóng đâu nhá. Dáng rất là đẹp luôn. Sơ mi kẻ đây nha, em soi gần cho các chị nhìn luôn này. Màu kẻ này. Đấy. Màu kẻ này cực kỳ xinh nha chị nhá. Chị nào lấy em này thì comment chốt cho em luôn nhá. Em chỉ có một chiếc áo sơ mi này thôi các chị nhá. Có một chiếc duy nhất thôi, chị nào lấy thì chị nào lấy thì comment lên cho em luôn nhá. Em sẽ đổi mẫu khác cho cả nhà xem nhá. Em áo không em đang mặc sale còn 450 các chị nhá.
1.070.000 em sale còn 450 này. Phông cao cấp các chị nhá, mà cực xinh luôn, em sale trên 50% cho các chị nhá. Áo này, áo phông cao cấp nhá, nó hơi đắt một tí ạ, 1.070.000 em sale chỉ còn có 450 rồi nhá. Còn nguyên mác với giá tem luôn các chị nhá. Áo này em còn nguyên mác với giá tem này. Áo này 1.070.000 em sale còn có 450 thôi. Áo này em cũng chỉ có duy nhất một chiếc các chị nhá. Đây, giá đằng sau các chị này. Đằng sau là trơn không nhá, ở đằng trước là cúc. Những cái này bọn em đều là trực tiếp là đính bằng tay nên các chị không sợ bị bung như thế nào nhá. Đây ạ, áo trắng nơ. Áo trắng nơ bây giờ em xem còn có 450 này, 1.070.000. Hàng cao cấp các chị nhá, bây giờ xem còn có 450 thôi ạ. Chân váy em đang mặc xem cũng chỉ còn 250 nhá. Chân váy em đang mặc dáng dài này. Các chị chia sẻ bài viết chia sẻ livestream về cho em nhá để đông đông người xem nhá. Đây ạ. Có chị nào thích mẫu này không ạ? Em sẽ đổi mẫu liên tục cho cả nhà xem nhá. Đây ạ, một em áo màu cam các chị nhá, áo cam tay ren này, tay ren rất là điệu luôn nhá. Cái này các chị mặc kiểu mặc quần quần dài được, các chị mặc quần dài hoặc là quần short cũng rất là xinh nhá. Áo này rất là đẹp này, áo này dành cho các chị nào tầm 57 con xuống thoải mái các chị nhá. Dáng cực kỳ dễ mặc luôn. Dáng rất là dễ mặc các chị nhá. Đây ạ, chân váy em đang mặc sale còn có 250 các chị nhá, có 3 màu, đen, xanh tím than và be nhá. Áo này em chỉ còn duy nhất một chiếc thôi ạ, có chị nào lấy mẫu này thì chốt cho em nhá. Em sẽ đổi mẫu liên tục cho cả nhà. Chị Bình Hoàng ơi, áo này chỉ dành cho khoảng tầm 53
kỳ là xinh luôn. Mặc đẹp lắm ấy. Chị ạ, không sợ bị nóng nhé, chất đuối lại mặc cực kỳ mát luôn. Chị Nhan Trần ơi, từ từ đợi em lại. Áo em đang mặc có hai màu các chị nhá. Có hai màu ạ, màu be và màu trắng nhá. Chị nào lấy màu gì thì con mời màu lên cho em nhá. Sale còn 200.000 cực kỳ rẻ luôn rồi ạ. Áo này sale 200.000 mà lại chất đuối các chị nhá. Sale 200.000 cực kỳ rẻ rồi nhá. Các chị chia sẻ bài viết cho em đi. Các chị chia sẻ bài viết cho em nhá. Càng đông người xem thì em càng có nhiều mẫu cho cả nhà nhá. Em sẽ thay đổi mẫu khác cho cả nhà nhá. Các chị thích xem áo như thế nào thì bảo với em nhá. Để em biết để em vơ mẫu cho cả nhà xem nhá. Chân váy bò dài có chị ơi. Mà chân váy bò dài thì hàng mới nha, em không sale nhá. Cuối live stream em sẽ rơi cho các chị nhá. Đây ạ. Ôi chị chưa cởi áo này ạ. Chân váy em đang mặc chị nhá. Chân váy em đang mặc là hàng mới chị nhá, là 700. Áo thì sale còn 350 ạ. Áo phông con bướm nhá, áo phông bướm trắng này, chất mặc cực kỳ thích. Sale còn 350 nhá. Áo phông này em sale còn 350 các chị nhá. Có duy nhất một chiếc thôi nhá. Hàng hôm nay em live chỉ có một chiếc thôi các chị nhá, nên các chị lấy mẫu nào thì báo nhanh cho em nhá. Dáng cực kỳ là đẹp luôn ạ. Áo này có chị nào lấy không nhở? Áo này xinh, dáng rất là dễ mặc luôn các chị ơi. Sao chẳng thấy chị nào nói gì vậy? Áo này là con bướm đính nhá. Chị ạ. Chị Hoa Moon ơi, chị mặc vừa áo đang mặc này. Chị vừa như trên váy 58kg, 5m58kg vừa không chị? 1m58kg vừa với chân váy này có sai không nhỉ? Có 1m58kg. Chị Như Quỳnh ơi, em sợ không vừa đâu. Quần chị Hà Môn ơi, đây là quần này sao? Quần này là hàng mới nha em nhé, 700.000 quần sóc cả chân váy nhá. Có em có 6 có 7 màu nhá. Đen, đỏ, xanh, tím, vàng, vàng chanh nhá. Em có đủ nhá. Đây em sẽ cho trước mấy màu cho chị xem này. Có đây là hiện tại màu cam và màu xanh nhá. Em còn đen này, vàng chanh này, hồng này. Chuẩn bị các đến mùa nóng rồi, các chị có thích mặc váy maxi đi biển không ạ? Hoặc là hai dây ấy, các chị có thích mặc váy maxi hay đi biển hoặc hai dây không? Thì em sẽ mặc thử một ít mẫu hai dây với maxi cho các chị đi biển ạ. Các chị nào thích thì chấm cho em nhá, em sẽ bắt đầu mặc váy hai dây maxi và áo hai dây để các chị đi biển đi chơi nhá, rất là nhiều dáng luôn. Áo em đang mặc sale còn có 350 thôi các chị nhá. Hàng cotton 100% nha, mặc rất là mát nhá. Không sợ bị béo hay nóng gì đâu ạ. No, em không like rồi, hôm nay em like các chị ạ. Chân váy xem sáng dài cho chị. Ok. Chị
Phạm Hiền áo màu be, áo màu be vừa nãy khoảng tầm 5 năm cân đổi về chị Phạm Hiền nhá. Áo màu be vừa nãy 5 năm cân đổi về mặc vừa thôi ạ. Nâu nâu rồi em không quần bò đi chỗ hôm nay em ít quần bò lắm. Em tuần váy với áo thôi. Các chị nói gì nói chuyện với em đi. Các chị nói chuyện với em đi. Không em chán. Nâu nóng rồi em mới nay mà. Phạm Hiền đây. Ok, chị Vũ Thanh Hương này áo trắng đang mặc đúng không? Còn chị ơi, chị Hiền ơi, áo này à? Đây chị nhá. Em vẫn đang mặc áo này ở trên người nhá, chị có thích thì em lấy. Ok, chị này lấy áo này. Em sang sẽ để đồ sân mai. Chị Phạm Hiền. Ok, chị Phạm Hiền có lấy áo không ạ? Là chị ấy lấy áo này. Đây chị Hiền ơi, áo chị vừa nãy sáng mặc nó như thế này nhá. Hiền. Thử chị xem cái này. Đây chị Hiền ơi, áo chị lấy màu be này giống như màu trắng đang mặc cái này. Ok chị Vũ Thanh Hương, chị Vũ Thanh Hương cho em số điện thoại nhá. Chị Vũ Thanh Hương ơi, cho em xin số điện thoại nhá. Em ơi, thôi đi vào đây, kệ cô đi, kệ cô, đừng nghe cô gì đây à? Mình lấy áo đỏ nhé. Ok chị, đây là chị Hương lấy áo này. Chị Hương ơi, cho em xin số điện thoại nhá. Vũ Thanh Hương, ok, ok chị Vũ Thanh Hương. Nè, chị Phạm Hiền lấy áo này. Ok chị Phạm Hiền nhá. Em cứ bảo áo đây là bao nhiêu tiền là 18. Mỗi chân váy em đang mặc sale gọi là 100.000 thôi ạ. Chị là đấy thì để lại cho em xin số điện thoại người bên em chốt đơn thì mấy chị ạ. Áo thì bên em đang treo trên vai này, đính cường rất là xinh. Áo này là trên 1 triệu thì bên em treo còn là 750 ạ. 86 còn 350. Mỗi này em treo hơn nữa là còn 350 rồi ạ. Chị nào đấy thì để lại cho em xin số điện thoại ạ. Đừng nói cái để chọn lại. Ok chị Trang Phạm ạ, chị Trang Phạm ơi, chị Trang cho xin số điện thoại ạ. Còn chị nào lấy áo ạ? Chân váy này thì em có hai màu, màu lâu nữa ạ. Chị Trang Phạm hủy chân váy trắng. Ok chị. Và chị Vũ Thanh inbox à? Chị Vũ Thanh inbox xong rồi đó. Đây chị đi inbox quay tí nó tự ấy nha. Áo của em mặc là dáng suông các chị nhá. Áo dáng suông nhá, chân váy là em vừa mặc lúc đầu rồi đó. Ấy nó đọc giá đâu. Dáng em đang mặc cực kỳ xinh các chị nha.
Giá em đang mặc sale chuẩn có 500 thôi. Áo em đang mặc sale có 500 ạ. Em chào đại tỷ nhá. Đại tỷ nớ thấy xuất hiện. Đây ạ. Áo em đang mặc các chị nhá, sale còn 500 này. 1.070.000 sale còn 500 nhá. Chào em yêu. Đại tỷ ơi, sao đi chơi với em? Đây ạ. Hôm nay em có cực kỳ nhiều mẫu cho cả nhà nhá. Cả nhà chia sẻ bài viết cho em đi. Đại tỷ ơi, chia sẻ bài viết cho em đi. Các chị chia sẻ bài viết cho em nhá. Chia sẻ bài viết cho em cuối em chơi mini game nhá. Tặng áo nhá. Chia sẻ bài viết cuối mini game em chơi mini game tặng áo nhá. Mặc xinh cả. Em cảm ơn chị. Cuối này đi, em cuối này chị em sẽ chơi mini game tặng áo cho các chị nhá. Tặng một áo không, tặng một mẫu áo bất kỳ cho các chị, nhưng mà phải chia sẻ live stream. Chia sẻ live stream thì em mới đồng ý cho các chị chơi nhá. Áo áo màu nào? Quỳnh báo. Quỳnh ơi, mẹ áo này mà mặc Quỳnh này xinh này. Khi nào cuối live stream em sẽ chơi mini game nhá. Càng đông người xem cuối, khi nào lên tới 150 người xem thì bắt đầu em sẽ chơi mini game. Chơi mini game tặng quà cho cả nhà luôn. Tặng một áo bất kỳ thì cả nhà lấy. Chị Phương chia vai chân váy em đang mặc là 700 nhá. Chân váy em mặc là 700 này là hàng mới này. Còn áo em mặc sale còn 500 nhá. Không áo nó. Quỳnh bóng ơi, inbox đi nhá. Inbox vào cho tớ nhá. Tớ chẳng nhớ áo nào đâu. Đây ạ. À, em sẽ đổi mẫu cho cả nhà luôn nhá. Thôi, em mặc bác đi. Đây, em sẽ bắt đầu đổi mẫu luôn cả nhà nhá. Có một chiếc thôi. Chị nào mà không lấy cái này thì hơi tiếc luôn. Mặc lên cực kỳ xinh mà tôn da luôn nhá. Không hề bị xỉn da. Rất là đẹp này. Các chị chia sẻ livestream nhá. Chia sẻ livestream cuối mini game em sẽ chơi mini game cho các chị nhá. Em sẽ chơi. Cuối giờ em sẽ chơi mini game. Khi nào? Cú xì ok chị Linh Nai. Chị Linh Nai này áo này này. Ninh Na em đọc nhé. 0977 520246. Em cu xì ba lỗ các chị nhá. Xe còn 150 này. Linh gì? Ninh Na nơi y quế. Chị đi tìm hàng mới. Đây ạ. Nào. Đeo áo xuống. 250. Áo này tên em áo ba nô các chị nhá, xe còn 150 này, chất cốt tông nhá. Chị nào lấy thì combo đen cho em nhá, đen kèm theo số điện thoại nhá. Em áo ba nô này mặc lên cực kỳ xinh luôn.
Màu đen này, áo này em cũng chỉ có tặng một chiếc thôi các chị nhá. Ba cúc còn chưa nhá. Ba cúc nhá, chị nào lấy thì con mừng cho em nhá. Áo này rất là thích các chị mặc với sock này, không này hoặc là chân váy quần đều mặc được hết với dáng áo như thế này nhá. Đây. Mặc không hề bị to người nhá, mặc không này mặc cực kỳ chất, cực kỳ mát luôn. Rất cô tông các chị nhá. Sale còn 150 này, chị nào lấy thì con mừng đen luôn cho em nhá. Này. Rất là điệu cái phần vai đấy các chị nhá. Xinh à? Áo đen này đẹp các chị này, các chị nào mà hay mặc ba nỗ ấy như thế nào thì lấy áo đen này mà mặc rất là đẹp luôn. Các chị ơi chia sẻ bài viết livestream nhá, chia sẻ livestream cho em để đông người xem em có chơi mini game tặng áo cho các chị nào. Nhưng các chị nào chơi mini game với điều kiện là phải chia sẻ bài viết nhá. Khi các chị chúng mini game thì em sẽ kiểm tra xem mà có chia sẻ bài viết của nhà em ở để chế độ công khai các chị nhá. Có chị nào lấy áo em đang mặc không ạ? Áo em mặc chỉ có một chiếc duy nhất thôi nhá. Chị nào lấy thì con mượn cho em là đen này kèm theo tên và số điện thoại nhá. Em sẽ đổi mẫu nhá. Một em áo hai dây đen trắng nhá. Cái này là hoa đính nhưng mà đính bằng tay các chị nhá. Đính bằng tay luôn. Áo này là em 150 nhá. Áo này em sale còn 150 này. 400 sale còn 150 nhá. Chưa. Chị Huyền nó đen nó cho em xin tên với số điện thoại nhá. Nào, em vào. Có chị nào thích chân váy này nữa không ạ? Em là xinh. Nó giống như là chất này gọi là kaki. Chất kaki co giãn mặc thoải mái luôn ạ. Em xinh. Áo này bên em sale được còn 350. Áo giá là 860. Chị nào lấy thì để lại cho em xin số điện thoại bên em chốt đơn ship hàng luôn đấy chị ạ. Chân bên em sale còn 250. Áo bạn mẫu mặc rất là xinh các chị nhá, rất là tôn da nhá. Áo mẫu màu sale còn 350 ạ. Áo mẫu màu sale còn 350 nhá. Quần chân váy sale còn 250k. Chân váy mẫu mặc có 3 màu các chị nhá. Đen, xanh, tím than và be. Chân váy mẫu mặc có 3 màu, xanh, đen, tím than và be ạ. Bên em sẽ thay mẫu mới cho mấy chị ạ. Bóng nhá. Này. À vẫn còn à?
Quỳnh bỏ cái này xuống thay đâu. Quỳnh bỏ cái đấy vào. Chị em đi lấy đi. Cái này á. Đây. Chị Thương ơi. Bên em đang mặc có giá là sale là 350 ạ. Còn quần là bên em sale còn 150. Chị cao 1m50, nặng 52kg, mặc size gì? Chị mặc size M là vừa xinh chị nhá. Mẫu này thì chị mặc vừa đấy ạ. Chị lấy thì chị để cho em xin số điện thoại để em chốt đơn cho chị ạ. Chị Hoài Phương Trần ơi, thế thì chị chỉ mặc xem M chị nhá. Cao 1m50 nặng 52 thì mặc xem M chị ạ. Dáng đấy xinh dễ mặc lắm. Dáng mẫu mặc bên em là quần xem còn 150.000 các bác chị nhá. Áo 350, quần 150 nhá. Làm sao? Chị này vậy ấy. Ok, Hoài Phương Trần, chị Hoài Phương Trần cho em xin tên với số điện thoại nhá. Chị Hoài Phương Trần ơi, xin cho em xin số điện thoại để em lưu đơn cho chị nhá. Dáng bạn mẫu mặc quần sale còn 150.000 các chị nhá. Quần sale còn 150 này, áo sale còn 350. Dáng rất là dễ mặc luôn ạ. Quỳnh ơi, cần quần tuấn màu á. Nên cần váy thôi, quần thì cần quần kiểu như thế này thôi bạn ạ. Dáng bạn mẫu mặc các chị nhá, dáng bạn mẫu mặc đang sale chỉ còn áo 350, quần 150 nhá. Dáng rất là dễ mặc luôn. Mua quen bên em
Phương Trần ơi, cho em xin số điện thoại của chị nhá. Để em, chị Hoài Phương Trần cho em số điện thoại để em lưu lên nhá. Đây ạ. Dáng váy em đang mặc là dáng váy suông, ở dưới là đuôi cá nhá. Sale chuyển có 300.000 thôi ạ. Bầu bì có thể bon chen thoải mái các chị nhá. Sale còn là 200.000 ạ. Còn mẫu quần giả váy bên trong thì là có lót bên trong. Bên em còn bán giá là 750.000 ạ. Áo này bên trong nó có kiểu là áo cốt tông, chất rất là mát, mặc rất là thích ạ. Chỉ là lấy thì để lại cho em xin số điện thoại ạ. Mấy chị đang coi livestream chia sẻ bài viết lúc sốp ạ. Bên em sẽ quấy chương trình bên trong chị nhá, còn cái phần bên ngoài là ren, áo ren là rời ạ. Áo này rất là dễ mặc, chất mát, cốt tông mát luôn ạ. Chị lấy thì để lại cho em xin số điện thoại nha. Áo em sale còn 200.000 thôi ạ. 200.000 em chỉ sale áp dụng ở trên livestream này thôi ạ. Còn bên ngoài mấy chị đến cửa hàng không có giá này đâu ạ. Chất rất là mát, thích luôn ạ. Biển nhá, đi chơi bên em sẽ nai hàng váy maxi 300 sale đồng giá 300.000 hết các chị nhá. Em sẽ nai toàn bộ váy maxi đồng giá 300.000 cho các chị nhá. Và số lượng chỉ có 1 đến 2 chiếc thôi các chị nhá. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. Như dáng em đang mặc đây nhá, sale còn 300 nhá. Màu nâu nhá, rất là tây luôn này. Các chị chia sẻ bài viết đi để em bắt đầu nai váy maxi cho các chị xem nhá. Phục vụ các chị đi biển em sẽ có rất nhiều váy maxi cho các chị nhá. Màu rất là tươi luôn này, màu rất là tây luôn.
Cái này các chị đi biển có cái rất là đẹp nhá. Áo màu. Áo màu toàn quả dứa bao nhiêu em? À 350 chị nhá. Áo màu toàn quả dứa 350. Đây ạ. Chị vừa bỏ. Chị Vũ Thanh Hương ơi, chị Vũ Thanh Hương, chị xem áo rửa lấy không, em giơ lại cho chị xem. Chị Linh Xu ơi, em sẽ bắt đầu lên bài maxi nhá. Các chị ơi, chia sẻ bài viết để đông đông người xem, em sẽ bắt đầu chơi mini dance cho các chị nhá. Chơi mini dance em sẽ tặng cho các chị một áo nhá. Đây ạ, bài maxi 2 giây các chị nhá. Cái này kể các chị không cần đi biển, đi mặc mình mặc đi chơi, đi dạo cũng được nhá, rất là đẹp luôn. Màu này rất là tây và sang cho các chị nhá. Em màu hồng này. Mẫu maxi bạn ấy đang mặc có giá là 300 ạ. Chị nào lấy thì để lại số điện thoại cho em nhá. Cái mẫu này thì mình mặc đi biển hay là mặc đi biển thì rất là mát đấy ạ. Em có rất là nhiều mẫu. Chị nào lấy, mấy chị đang coi trên livestream thì chia sẻ bài viết giúp shop nha. Để shop lên còn nhiều mẫu và sale còn nhiều hơn nữa. Màu thì bên em thì nó thật 100% so với các màu, so màu ở trong livestream nha. Chất rất là thích ạ. Mẫu áo của em đang mặc thì là sale là 200.000 ạ. Rất là xinh. Bọn chị mặc đi làm hay là đi chơi đều được nha. Mẫu công sở ạ. Còn quần, quần giả váy em mặc có giá là 700.000. Mẫu rất là xinh nhỉ. Mấy chị đang coi livestream chia sẻ bài giúp shop nha. Các chị ơi, áo ren em đang mặc có màu đen đấy nhá. Áo ren hộp em đang mặc sale còn 150 nhá. Áo ren hai size hồng em mặc là 150 nhá. Đẹp chị. Dáng em cầm chị ơi, dáng bạn chị cầm 5 kg vừa chị nhá, thoải mái ạ. Dáng em mặc các chị nhá. Dáng em mặc có hai áo, có hai màu, có màu đen và màu hồng. Sale còn 150.000 ạ. Áo em mặc có màu đen, màu hồng, sale còn 150.000 này. Chân váy có 3 màu. Be đen ghi xanh tím, be đen xanh tím than nhá. Sale còn 250.000 ạ. Chân váy chất kaki các chị nhá. Sale còn 250 này. Áo em đang mặc sale còn 150, có hai màu. Đen có thêm cả màu đen nhá. Màu hồng là màu em đang mặc nhá. Dáng rất là dễ mặc các chị nhá. Dáng rất là đẹp luôn. Có chị nào mẹ áo này không ạ? Mẹ áo cả bộ. Cả bộ là 400.000 các chị nhá. Còn áo là 150, quần là 250. Áo này em đang sale chỉ còn có
cả bộ rất là xinh nhá. Cả bộ này rất là đẹp các chị nha, mặc rất là sang luôn. Các chị đi chơi hoặc là đi biển mặc 2 giây thế này rất là mát này, rất là đẹp luôn. Mà chụp ảnh cũng rất là đẹp. Sáng nay em đang sale các chị nhá, chỉ còn có 250 chân váy và áo 150 thôi ạ. Chị nào đấy thì comment lên cho em luôn nhá. Xem ấy nhỉ? Giảm lượng người xem xuống đấy. Các chị chia sẻ bài viết cho em đi để đông người xem, em sẽ like mẫu như cho cả nhà. Chị nào đấy thì để lại cho em xin số điện thoại ạ. Cả nhà ơi, bắt đầu em sẽ chơi mini game nhá. Không đúng ạ. 24 không đúng ạ.
73 không đúng ạ. Các chị chia sẻ bài viết cho em đi, chia sẻ bài viết để cùng chơi mini game ạ. 2568 không đúng, 19 không đúng. 76 không đúng. 26 không đúng ạ. Sao các chị đoán thấp thế nhỉ, không đoán cao lên nhỉ? Toàn thấy đoán mười mấy, hai mấy, ba mấy vậy. 2728 không đúng nhá. 86 không đúng ạ. 2629 không đúng. 72 không đúng. 90 không đúng. 98 không đúng ạ. À, Quỳnh thì nó cho nguyện dãy. Các chị chia sẻ bài viết nha. Chơi mini game phải, bọn em sẽ chỉ chấp nhận khi ở trên tường có bạn là phải để chế độ chia sẻ bài viết công khai nhá. Phải để chế độ công khai và bên em sẽ kiểm tra nếu bạn nào trúng nhá. 85 không đúng, 94 không đúng ạ. Các chị chia sẻ bài viết cho em nhé, để em bắt đầu chơi mini game cho cả nhà nhá. 98 không đúng ạ. Khi nào đúng, có người đúng thì em sẽ thông báo nhá. Duyên Tây đã bắt đầu tham gia. Cả nhà ơi, chia sẻ mini game để chơi mini game cùng với em nhá. Chia sẻ mini game này, chia sẻ bài viết để đoán số này. Em sẽ tặng áo cho cả nhà nhá. Cả nhà chia sẻ bài viết đi, càng đông người chơi thì em sẽ tặng áo cho cả nhà nhá. Quỳnh ơi, không đúng đâu. Quỳnh này định trong game một sớ à? Cả nhà chia sẻ bài viết cho em nha, để em sẽ bắt đầu chơi mini game cho cả nhà nhá. 79 không đúng, 73 không đúng. Cả nhà chia sẻ bài viết cho em nhá. Chị Phú Thanh Hương ơi, chơi đi, chơi thử số đi xem mà may mắn của mình mà. Chia sẻ bài viết cho em nhá, chị Hương nhá. Cả nhà chia sẻ bài viết cho em đi ạ. Không đúng, 82 không đúng, 81 không đúng này, 83 không đúng này. Các chị Vũ Thanh Hương, là cái áo màu ghi ghi mà quả dưới, nhớ vừa nãy không? Ừ. Chị Hương này nhá. Chị Vũ Thanh Hương à? Chị Hương ơi, có mấy cái áo xinh lắm, tí nữa chị nhắn tin qua inbox cho em nhá, em chụp ảnh cho chị xem nhá. Em có ít hàng mới về đó chị Hương ạ, tí nữa con mượn cho em nhá. Chị Vũ Thanh Hương ơi, cho em số điện thoại, chị Vũ Thanh Hương inbox cho em số điện thoại đấy. Thì nó sau kết thúc live chị inbox cho em này, em chụp cho mấy dáng áo phong ấy, xinh lắm. Hàng mới về nhá. Em cảm ơn chị Hương nhá. Tí nữa inbox cho sau live chị inbox cho em nhá, để em chụp cho ít dáng áo phong mới về, nhìn nhiều dáng sẽ đẹp lắm. Không đúng đâu ạ, số này không đúng. Bảo Quỳnh vào trong nguyên một sửa rãi rồi. Các chị của em đâu hết rồi, các chị của em đâu hết rồi, không thấy ai chơi livestream với em vậy. Cứ để em chơi một mình vậy á. Vũ Thanh Hương chấm. Đây ạ, à, sao chưa thấy ai trúng đấy nhở? 54, 52, 53, 54 không đúng nhá. 55 không đúng. 56 không đúng. 86 không đúng ạ. 57 không đúng. Các chị chia sẻ bài viết đi nhá. À, em thấy có người trúng rồi. Có người trúng rồi cả nhà nhá. Em sẽ dừng lại nhá. Số 18 của chị Nhung Phạm. Chị Nhung Phạm nhá. Em sẽ mở livestream nhá. Chị Nhung Phạm là người trúng livestream nhá. Đây ạ, công khai cả nhà luôn nhá. Số 18 nhá. Quỳnh cho ra một dãy số mà không thấy. Chị Nhung Phạm ơi, chị Nhung Phạm mà vui lòng inbox cho bên em nhá, để nhận quà nhá. Bên em sẽ kiểm tra công khai, bên em sẽ kiểm tra về trang của chị nhá. Nếu mà không thấy chia sẻ bài viết của bên em thì bên em sẽ bỏ không tặng quà chị nhá.
Chị Nhung phạm inbox cho em nhá. Chị Nhung, chị bà chị Nhung, em inbox cho chị Nhung phạm nhá. Và chị nhận quà. Đấy là gì á? Đi là không được đâu. Không được đâu Lộc. Cả nhà đấy đừng có đừng động vào thề. Được cho luôn. Em lai một lúc. Các chị ơi, bên em kết thúc. Bên em sẽ, chị nào lấy thêm gì thì xem mẹ livestream để hỗ em nhá. Bây giờ bên em sẽ ngừng livestream để bắt đầu làm đơn cho các chị nhá. Vì inbox em thấy cũng nhiều lắm rồi. Em chào các chị nhá.